Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video giới thiệu máy chiên chân không 1kg của Vina Organic. Đây là máy thiết bị được áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất các sản phẩm nông sản và hoa quả sấy dòng. Hãy cùng chúng tôi khám phá những tính năng ưu việt của máy chiên chân không 1kg này nhé. Máy chiên chân không 1kg. Đây chính là máy chiên chân không 1kg với thiết kế mới nhất của Vina Organic. Thiết kế mới với kiểu dáng hiện đại và màn hình cảm ứng HMI tiên tiến. Máy chiên chân không 1kg của Vina Organic được làm từ vật liệu chất lượng cao inox 304, đảm bảo độ bền và chắc chắn. Với màn hình cảm ứng HMI, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các tham số và vận hành máy một cách thuận tiện. Với máy chiên chân không 1kg của Vina Organic, năng suất chế biến lên tới 1kg trên mét tùy thuộc vào loại nguyên liệu. Máy trang bị cửa buồng chiên trong suốt, cho phép quan sát dễ dàng quá trình chiên bên trong buồng. Chuối sau khi chiên có chất lượng đồng đều, độ giòn xốp cao, hương vị và màu sắc tự nhiên. Máy chiên chân không này còn có thể sản xuất nhiều loại nông sản khác nhau như mít, các loại trái cây, nấm, các loại hạt. Ngoài ra máy còn chiên được những loại thủy sản khác như lươn, da cá hoặc tôm. Máy rất tiết kiệm điện, dầu chiên giúp chúng ta có thể giảm giá thành sản xuất. Máy làm hoàn toàn bằng inox 304 sáng bóng, bền bỉ, giúp máy có tuổi thọ cao. Máy hoạt động một cách êm ái, không gây ra tiếng ồn trong quá trình chiên. Thao tác vận hành đơn giản, hệ thống điều khiển trực quan giúp chúng ta thuận tiện trong việc sử dụng. Bên cạnh năng suất 1kg, Vina Organic còn sản xuất nhiều dòng máy chiên chân không với năng suất khác như 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg. Nếu các bạn đang mong muốn các sản phẩm sấy giòn của mình thật sự đẹp mắt, có độ giòn xốp cao, giữ lại được nhiều chất dinh dưỡng thì đây là một thiết bị các bạn không thể bỏ qua. Nếu bạn quan tâm đến máy chiên chân không của chúng tôi, hãy liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.